Xin chào mọi người, mình là Cá Rô. Mình đang có mặt tại điểm cắm trại ở bãi nhãn Đồng Mô. Đây là một khu vực đồi núi rộng lớn và được thiết kế những cái con đường dành cho xe địa hình. Các bạn trẻ có thể đến đây và trải nghiệm đi xe địa hình. Khu vực này rất là đẹp và còn rất là nhiều các cái bụi cây bụi hoang sơ. Mình tìm thấy một bụi cây hoa mua ở đây. Hoa mua mùa này đang nở rất là đẹp. Cây mua này thì cùng họ với cây sim này. Và cái trái của nó thì rất giống trái sim. Ở đây có rất nhiều các cái bông lau. Còn đây thì không phải là bông lau nha, đây là bông chít. Cái bông chít mà để tết lại làm chổi quét nhà ấy. Trong cái khu vực rừng núi này thì cũng có rất nhiều các cái bụi cây dương xỉ. Ở đây thì người ta còn gọi là cây giáng. Mình nhớ rằng bác mình ngày xưa là thường đi chặt những cái cây giáng này về phơi khô để làm đồ đun. Ban nãy khi mình vào thì chị chủ quán có nói là cứ đi thẳng, khi nào nhìn thấy biển thì là sẽ đến cái khu cắm trại. Nhưng mà từ nãy đến giờ mình đi loanh quanh một hồi rồi mà vẫn chưa tìm thấy cái biển nào. Khu vực này thì có địa chất chủ yếu là đất đá ong. Nên mặc dù là vừa mới có một trận mưa đêm hôm qua nhưng mà sáng nay thì đường rất là sạch sẽ và không hề trơn trượt một chút nào. Hiện giờ đang là giữa tháng 2 âm lịch này và trên vùng rừng núi này thì hoa mua đang nở rất là đẹp. Ở đây rất là hoang sơ và có rất là nhiều chim chóc. Các bạn có thể nghe thấy tiếng chim đang hót này. Thấp thoáng phía xa xa kia thì mình thấy có những cái trông giống như là túp lều ấy. Có vẻ như là đến khu cắm trại rồi. Ồ, khi lại gần thì mới biết hóa ra nó không phải là lều cắm trại các bạn. Nó vẫn là một cái mô hình như kiểu là đường đua dành cho xe địa hình thôi. Ôi, mình đang leo lên một cái dốc. Một cái đồi rất là dốc. Nhưng mà leo lên đây thì sẽ ngắm cảnh được đẹp hơn. Wow. Mình nghe thấy tiếng loa của ban quản lý làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Có lẽ là lát nữa mình sẽ ghé qua làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Hình như hôm nay ở đây có lễ hội gì đó. Mình đang men theo một cái con đường mòn nhỏ, có vẻ như đoạn này là đoạn mà có một cái rừng nhỏ nhỏ. Không khí ở đây rất là trong lành các bạn ạ, giống như là đi vào rừng nguyên sinh ấy, nhưng mà nó không quá là rậm rạp nguy hiểm như rừng nguyên sinh. Ở đây có những cái con đường mòn này. Wow, ở đây mát quá.
không khí trong lành, có tiếng chim kêu vượn hót nữa. Ôi ở đây nhiều hoa mua quá này các bạn. Rất nhiều hoa mua, màu tím biếc rất đẹp luôn. Bên phải này, bên trái này cũng là hoa mua luôn. Tiếng chim hót líu lo và có một cái bản nhạc dân tộc nữa. Cảm giác như mình đang ở trên vùng núi Tây Bắc vậy. Ở đây thì rất là gần sân bay quân sự Hòa Lạc. Đến đây có thể nghe thấy tiếng máy bay ù ù trên đầu này. Ồ, các bạn có nghe thấy không? Có một tiếng con chim gì đó kêu rất là lạ. Nghe như tiếng con vạc ạ. Ồ, cái con gì đó nó vẫn tiếp tục kêu. Hôm nào mình phải rủ mọi người đi đến đây cắm trại mới được. Ồ, có một cái con gì đó trong bụi cây này. Ồ, có vẻ như mình tìm thấy một bụi cây sim này các bạn này. Đúng rồi, đây là cây sim mọi người ơi. Đây, đây chính là cây sim nha. Mùa này thì cây sim chỉ có lá và những cái nụ nhỏ xíu xíu như này thôi. Nhưng mà tầm đến tháng 8, tháng 9 thì sim sẽ ra rất là nhiều quả. Những quả sim chín mọng, màu tím tím, có vị ngọt ngọt, hơi chát chát, rất là ngon. Ôi, nó khiến mình nhớ đến kỷ niệm hồi bé của mình quá. Ai mà đi thăm thú cỏ cây nhìn những khung cảnh này rất là thích. Ô, mình tìm thấy một cái cây giống như là cái cây lá móng nha mọi người. Hồi nhỏ mình nhớ là bà ngoại mình có hay mua những cái cây lá móng đây về, và sau đấy thì giã ra và lấy nước ủ lên trên các cái ngón tay, ngón tay, ngón chân ấy, và nó sẽ giúp như là kháng khuẩn, dạng như là kháng khuẩn để bảo vệ móng và tạo ra một cái màu đỏ đỏ rất là đẹp. Rồi đã bị lạc vào một vùng toàn lau sậy. Ô, đằng kia có một cái bụi cây gì trông đẹp quá, lạ lạ. Mình lại gần xem nha. Ô, dưới chân mình rất nhiều các cái con gì nó đang chạy, giống như là thằn lằn hay tắc kè gì đấy. Rồi, ô, hóa ra là cây tầm gửi các bạn ạ. Một cái bụi cây tầm gửi khổng lồ. Cảm giác như ở bên trong này có thể là nơi trú ngụ của tất cả các loài chim chóc này, thậm chí có cả rắn nữa nha. Rồi, nhặt được một cái ống tre. Ôi, cắm nó xuống nha. Cái đầu của nó khá là nhọn. Trên bãi cỏ thì có những cái bông hoa li ti này, nhìn trông rất là đáng yêu. Ôi, ở đây có nhiều đường mòn quá, không biết là có nên đi theo hay không. Nên cứ đi theo thử nha. Không biết là nó dẫn mình đến đâu nữa, coi chừng bị lạc. Ồ, người ta đã đi thành đường mòn luôn này. Đã chắc là đi được. Ôi, quay lại cái bụi cây này. Cái bụi cây mình vừa mới chui qua. Những cái cây sậy này nó đan vào nhau trông giống như một cái cổng vòm ấy. Ôi, lá mơ nhiều mà non lắm nhá.
không biết là có phải người ta trồng hay là nó tự mọc dại. Ôi, mình đoán là chắc là nó mọc dại thôi, bởi vì người ta không thể chui vào trong đây người ta trồng những cái cây này được. Nhiều lắm luôn. Rồi, đuổi theo hai bạn bướm. Dã ngoại hôm nay của mình giống như là đi khám phá rừng nguyên sinh ấy. Có một mình đi vào rừng theo đường mòn thôi, nhưng mà cảm giác không sợ lắm, bởi vì là vẫn nghe vang vọng tiếng nhạc và tiếng loa của ban quản lý làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ôi, cái con đường này đẹp quá, lại còn mát nữa chứ. Ôi, nhất định là phải quay vào đây cắm trại một lần nữa mới được. Cảm giác đúng như là đi vào rừng ấy. Mặc dù làng văn hóa các dân tộc thì rất là gần ở Hà Nội thôi, nhưng mà đúng là mình cũng ít khi đến đây. Và hôm nay mình đến thì mình ngạc nhiên quá, vì thiên nhiên vẫn là rất là hoang sơ. Mình có thể dẫn tụi nhỏ đến đây để cho chúng khám phá về sinh vật học. Ôi, con đường mòn này dài quá đi, không biết là nó dẫn mình đến đâu nữa. Ôi, lại chui qua những cái cây này. Ôi, đến đây thì không biết nên đi đường nào nữa, mọi người ạ. Bên này có một lối. Bên này cũng có một lối này. Không hiểu nên đi đường nào nữa. Ồ, ở đây có một cái cây vả. Rất sai quả nhưng mà nó còn nhỏ xíu lắm. Thôi, mình chọn đi đường này đi. Chắc là hai đường nó cũng nối ra với nhau thôi. Mình giống như là cảm giác như là nó chỉ cách nhau một cái bụi cây ở giữa. Vừa khám phá rừng vừa nghe nhạc. Dễ thương quá. À đúng rồi, đúng như mình dự đoán là nó chỉ cách nhau đúng một cái bụi cây ở giữa thôi. Còn hai cái đường này là nối với nhau. Wow, ở đây có một cái cây dương xỉ, có một cái búp lên nhìn cong như một con rắn này. Rất là đẹp nha. Giống như con sâu. Cây dương xỉ này to phết. Ôi, lại một con sâu nữa này. Ôi giời, đáng yêu quá đi. À, khi chạm vào nó thì nó có một cái mùi rất là thơm. Mùi như mùi nhựa cây, rất thơm. Ôi, thích quá đi, ở đây mát quá. Ôi, đến đây thì lại có hai cái đường nữa này. Một đường ở bên này và một đường ở bên này. Đường bên này nhỏ hơn. Thôi đi đại đi, đi đại đường to hơn đi. Ôi, dọc đường đi thì mình bắt gặp rất nhiều những cái bông hoa như này. Xinh quá. Trông giống như là khổng tú cầu ấy. Nhưng mình đoán đây là hoa dại. Ôi, ở đây nhiều cái hoa này lắm luôn. Ở bên này cũng có này. Ôi, rất nhiều. Ôi, đi qua đây có nhiều mùi nhựa cây thơm quá. Không biết là mùi nhựa cây gì nữa. Vượn hót. Ồ, mình nhìn thấy một cái cây bị đổ và có nấm ở trên đó. Cái nấm này đẹp quá. Không biết là nấm gì luôn. Tốt nhất là không biết thì không nên động vào. Ôi, trên đầu mình có con ong. Nó đang lượn vù 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 trên đầu mình. Thôi, đi ra chỗ khác nào.
Ôi, ở đây có một cái thân cây hay quá. Trông giống như là trông giống nhân tạo thật, nhưng mà gai tự nhiên của nó nha mọi người. Cây này mà không may dẫm phải thì chắc là đau lắm à. Ôi, cái đường mòn này giống như là nó dài vô tận đấy các bạn ạ. Đi từ nãy giờ mà vẫn chưa thấy nó dẫn đến đâu. Thôi xong rồi, mình đi vào rừng rồi. Vẫn nghe thấy tiếng loa thì chắc là không sao. Mình cứ đi thôi. Ôi, mình nghe loa nói là hôm nay sẽ có rất nhiều các cái lễ hội của các dân tộc nha. Như là ngày hội hoa ban này, lễ hội cồng chiêng này. Ôi, lại còn có cả lễ hội ẩm thực nữa. Ôi, hấp dẫn quá. Chắc chắn phải tìm đường đến đấy thôi. Ôi, thế nhưng mà đi đường nào đây? Ôi, mù mịt, xung quanh là cây à, rừng này. Lại theo con đường mòn này thôi. Ôi, bông chít, đừng cản đường ta. Ôi, len lỏi qua những cái khóm cây này. Ôi, một cái cành khô nó đã cản đường mình, đã cản cái máy quay của mình. Tránh ra nào. Chắc là sắp đến nơi rồi. Nghe loa rất gần rồi, không biết là ở đâu. Thôi xong, đến đây thì lại có một cái đường nữa. Có khi nào mình lại đi vòng ngược trở lại không? Ôi, ở trong đây có rất là nhiều loại nấm nhá. Đây, mọi người nhìn xem. Hôm nào mình phải tổ chức một buổi đi hái nấm rừng mới được. Nhưng mà nấm mà màu sắc sặc sỡ này chắc là nấm độc. Hai cây hai bên nó cứ xà ra. Những cái gọn cỏ xước này cứa vào mặt rất là rát nha mọi người. Nên thôi cố gắng cúi đầu xuống. Cúi thấp rồi. Ôi, ở đây nhiều đường quá, biết đi đường nào đây. Đường chính đi. Đi theo cái loa. Chào hoa, không biết mày là hoa gì vậy? Sao bóng quá vậy? Ôi, hành trình đi qua rừng dài như bất tận. Không biết đến khi nào mới ra đến nơi. Ô, lại có một cái bụi mua tím tím này. Ở trông giống như cái bụi mua ban nãy mình đã đi qua ấy. Ơ, thế lại đi vòng rồi. Ở đây có một cái tổ, như là tổ kiến. Đúng rồi, nó là tổ kiến mọi người ạ. Ở đây, mọi người nhìn kỹ hơn nha. Đúng là một cái tổ kiến. Nếu mà đập cái tổ kiến này ra thì chắc trong có rất nhiều trứng kiến, có thể làm món bánh trứng kiến được ấy. Mình từng nhớ là mình ăn món bánh trứng kiến này khi mà mình đi du lịch Cao Bằng. Thôi, tạm biệt kiến nha. Mình đi đây. Rồi, tìm đường ra nào. Lại qua bụi mua này. Không biết có phải là cái bụi mua ban nãy không. Thôi, xong rồi. Đúng cây chít này. Ai, không thể nhầm được. Mình đã bị lạc. À, không phải bị lạc mọi người ạ. Nhìn kỹ lại xem nào. Mình đã đi một vòng quanh rừng, hóa ra là người ta thiết kế cái đường mòn này là để cho mọi người đi vào khám phá rừng xong rồi lại
lại theo đúng cái đường mòn này vòng ra luôn. À, như vậy là không bị lạc mọi người ạ. Ôi, hạnh phúc quá đi. Rồi, hình như mình đã tìm thấy lối ra ở đây. Được rồi, tạm biệt rừng nguyên sinh nhá. Ôi, tạm biệt rừng nguyên sinh, mình đã tìm thấy lối ra rồi. Ôi, hẹn gặp lại bạn vào một hôm khác. Ôi, con gì đang kêu kìa. Đã ra đến đường rồi nhưng mà vẫn còn quyến luyến nơi đây quá. Đấy, mình vẫn nghe thấy tiếng cái bạn chim hay vượn gì đó bạn đang kêu ụt 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 ụt. Có vẻ như nhà của bạn ấy đang ở trong cái cây vả này. Ôi, tay mình che mất rồi. Đây, cây vả đây. Ban nãy đi qua một cây vả thì cũng nghe thấy tiếng kêu ụt 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 này. Ôi, ở đây có một cái con suối này. Có vẻ như nó đang chảy về phía đằng kia các bạn ạ. Mình sẽ đi theo hướng trong dòng chảy của con suối này nhé. Hai bên đường ở đây thì rất nhiều bông lau, bông chít. Giờ thì mình đang đi trên một cánh đồng cỏ xanh ngát. Một cánh đồng cỏ rất là mềm mại. Ôi, nói vậy thôi nha, ngày xưa thì mình vẫn cứ tưởng tượng là có thể nằm trên những cái đám cỏ này và cảm giác nó rất là êm đấy. Nhưng mà bây giờ mà nằm thì các bạn biết không? Chắc là mấy cái lá cỏ này nó sẽ xiên cho mình giống như là bị kim châm luôn. Đây, đi trên cái này còn êm hơn này. Đúng là cảm giác mắt nhìn là dễ đánh lừa chúng ta. Chúng ta phải trải nghiệm thực tế cơ. Còn mắt nhìn thì dễ bị cảm giác đánh lừa lắm. Ồ, mình tìm thấy một chú ong bên cạnh một bông hoa chè. Ủa, hoa bên này cơ mà. Ong ơi, hoa bên này. Chắc là hút mật no nê chán chê rồi nên là quay lưng lại với bông hoa. Cây chè này bắt đầu rang ra rất nhiều nụ các bạn. Hoa này. Rồi, đi qua rừng chè rồi, bây giờ mình đến đồi hoa ban. Nghe nói là hôm nay có lễ hội hoa ban. Thì chắc là mọi người sẽ đến đây để ngắm hoa ban. Hoa ban trắng đang nở rất là đẹp. Nhưng mà vẫn chưa đúng mùa đâu. Khoảng tuần sau thôi thì sẽ rực rỡ hơn. Những cái cây hoa ban này thì khiến mình nhớ đến những cây hoa ban ở trên đường Hoàng Diệu. Trên đường Hoàng Diệu thì có một dãy hoa ban luôn. Hoặc là một số nơi ở Hà Nội bây giờ cũng trồng rất nhiều hoa ban, như là trên đường Nguyễn Hoàng ở Mỹ Đình, đường Mễ Trì có một đoạn góc phố chỗ tòa nhà Sông Đà cũng rất nhiều hoa ban và là nơi chụp ảnh lý tưởng. Rồi, qua rừng ban rồi, bây giờ mình sang rừng cỏ. Một cây cọ khổng lồ trước mắt. Ô, cây cọ này có quả này mọi người ơi. Có phải quả không ạ? Đây, mọi người xem kỹ hơn. Ơ, đúng là quả cọ rồi. Sao nó cứng ngắc? Cứng ngắc. Ôi, ở đây có rất nhiều những cái quả màu đen đen như này. Chắc đây là quả cọ rồi, nhưng mà chắc là quả cọ già. Ôi, chui vào trong cái rừng cọ này thì mát lắm luôn. Ở đây có nhiều lắm này, nhiều các cái quả này, tím tím đen đen đấy lắm.
Còn đây chắc là cái bông hoa héo khô của nó. Hoa này chắc là bị héo. Không biết lúc mà tươi nó sẽ như nào. Ở đây tán cọ che mát lắm luôn. Rất là mát. Ôi, ở đây có một cái rừng rất là dài. Nó kéo dài từ nãy đến giờ, nó đi theo mình luôn. Từ lúc mà mình ra khỏi cái đường mòn ấy. Thế nếu mà mình mà lỡ may đi lạc không đúng cái đường mòn để ra thì chắc là mình sẽ lạc luôn vào khu rừng này. Rồi chắc đến mai không ra được luôn. Ban nãy mình có đi qua rừng cọ. Mà sao cái hoa cọ ban nãy nhìn nó lạ lắm nhá. Mà cái hoa cọ của cái cây này thì nó giống như thế kia các bạn. Ôi, có khi cái cây vừa rồi mình nhìn nữa không phải là cây cọ thì sao nhỉ? Lá nó như là lá dừa ấy. Còn cái cây này thì đúng là lá tròn tròn. Ôi, một sự nhầm lẫn thật là kinh khủng. Nhầm giữa cây cọ với cây gì rồi. Ở đây thì mình có nhìn thấy một cái nhà sàn. Biển chỉ dẫn có ghi là khu làng dân tộc Tày Nùng Dao Mông. Rồi, đi lên thử xem nào. Mình sẽ vào thử dân tộc và làng các dân tộc mà Tày Nùng Dao Mông. Ở đây có tiếng suối chảy róc rách. Mình sẽ lên thử cái ngôi nhà sàn ở trên đó. Mình thấy có khói nướng, người ta đang quay thịt thì sao ấy. Ở đây thì có một cái bập bênh, một cái xích đu. Đây là cái bập bênh. Đây là ngôi nhà sàn của người dân tộc Nùng. Ồ, có mấy cô người dân tộc này. Là có thể là đóng vai. Dạ, em chào chị ạ. Dạ, vậy ạ. Dạ, bộ đồ này đẹp thế ạ. Dạ. Đấy là chị đang chuốt sợi giang ạ. Dạ. Dạ. À, để làm đồ thủ công mỹ nghệ đấy à chị? Vâng. À, mình sẽ đan ra cái... Vâng. 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 Dạ. Đấy, cảm ơn chị. Dạ Phan ạ. Đây là góc bếp. Mình không đun bếp này à chị? Dạ. À, vào mùa đông thôi. Dạ. Em đi xưởng giấy bếp nha, em thấy hình như đang quay thịt hay gì đấy. Dạ. Và đây là khu bếp đúng không? Không. Bếp à. À đúng rồi, mùa này nó nóng nên là phải cho ra ngoài đây để chế biến thức ăn. Đây là thịt lợn quay lá mắc mật. Thịt lợn xiên quay cùng với lá mắc mật, đặc trưng của người đồng bào dân tộc. Cái lối này có vẻ như dẫn vào khu của nhà của người dân tộc Mông. Và đây có một cái cầu nhỏ nhỏ. Vì đã đi bộ vào rừng rìu rồi nên là mình khá là mỏi chân. Mình phải đi cẩn thận. Ở đây có một cái con suối nhưng mà có vẻ như là đã cạn khô nước. Cái cầu đây. Rồi, chia tay người nhà của người dân tộc Nùng, mình đi tiếp vào làng dân tộc Mông. Vì làng dân tộc ở đây khá là rộng nên là nếu mà vào thì các bạn nên đi xe điện nha. Chia tay kia là cái ngôi nhà của người dân tộc Nùng này. Đấy. Và bên đây thì là lối dẫn vào cái ngôi nhà của người dân tộc Mông.
Xung quanh nhà của người dân tộc Mông thì có cái hàng rào sắn này, có cái đồi chè như này, và có một cái cổng gỗ. Chắc là theo phong tục tập quán nhà người dân tộc Mông là sẽ phải có một cái cổng gỗ như này. Cổng có lợp mái, ngói. Chè được trồng dưới những gốc những cây mít, cây ăn quả. Khi vào những cái khu đồi chè này, nó có một cái mùi không khí rất là đặc trưng. Chắc là do cái tinh dầu của cây chè nó tiết ra. Ôi, có mấy em gà này. Ôi, mấy em gà thấy mình là trốn mất tiêu vào gốc cây rồi. Đây chắc là kho đựng củi. À, cái này mình biết là cái để đặt lên lưng con trâu con bò để cho nó đi cày. À, bên đây có một cái cối đá. Cối đá để xay thóc, xay gạo của người dân tộc. Ôi, nó nặng lắm nha. Chắc là chỉ để trưng bày thôi. Nhưng đây là cái cối thật, đúng là cái cối mà người dân tộc người ta dùng để xay ngô, xay gạo. Ở bếp của người dân tộc Mông mình là cứ để như thế này thôi à chị, không phải quay lại thành cái bồn giống như là ở bên các cái nhà sàn. Không ạ. Vâng. Vâng ạ. À, chị đang mặc bộ trang phục của người dân tộc Mông đúng không chị? Vâng, còn đây có Mông Tràng. Vâng ạ, Mông Tràng. À. Thế là ngoài ra còn có cả Mông Đen à chị? Hay là ngoài ra thì còn có dân tộc Mông Đen, Mông Hoa, Mông Xanh, Mông Tràng. À. Vâng, em cảm ơn chị. Dạ. Người Mông thì người ta không sống ở nhà sàn mà người ta sống ở những ngôi nhà xây trệt như này. Ở đây thì có thịt nướng, cá nướng, xúc xích nướng đấy. Có cả gà nướng. Có vẻ như là gà nướng mọi. Cũng không ướt lắm, mật. Có khoai nướng, trứng nướng. Một con cá to. Đây vẫn là nhà của người dân tộc Mông. À, có hai bác đang ngồi lại chuốt nan. Em là chị. Dạ. Đây có cái khèn của người dân tộc. Khèn. Đây chắc là nơi ở. Các dân tộc thì vẫn thường thờ cả Chủ tịch Hồ Chí Minh nữa. Wow, có mùi. Mình ngửi đến mùi như mùi rượu, mùi giấm. À, ở đây người ta đang trưng cất rượu, mọi người ạ. Đây là chiếc lò của người dân tộc Mông. Ở trên bếp thì người ta đang đặt một cái nồi rất là lớn, chắc là nồi nước rượu. Ở đây còn có mấy miếng cá khô, cá sông khói. Nước lạnh để... Ở đây người ta đang trưng cất rượu.
Wow, mùi rượu. Đại một chiếc lá chuối. Rượu đúng không? Thơm đấy. Rượu gì đấy chị? Đây là rượu ngô ạ. Chị ơi, bọn em cho bọn em lên trên này em. Ở đây vẫn duy trì sinh hoạt gia đình bình thường. Nhà này có các bác người dân tộc đang nấu rượu và có cả chăn nuôi cả gia súc gia cầm nữa. Đang nuôi gà. Có một chị gà mái mơ. Chị đang xấu hổ e thẹn. Mấy chị gà này chắc là nuôi để phục vụ món gà quay ở đây. Củi chè để quay gà này, nấu rượu này. Ở đây có một cái khu nhà sàn mà mình cũng không rõ là nhà của người dân tộc gì. Trông giống như là dân tộc Tây Nguyên ấy. Vào xem nha. Dưới đây thì cũng có nhà của một ngôi nhà nữa của người dân tộc Giấy, nhưng mà không phải là dạng nhà sàn. Chắc là của người dân tộc Giấy mà sống ở những cái vùng thấp hơn, không phải là vùng núi. Đây là thực đơn hôm nay của người dân tộc Mường. Măng rừng, xôi nương, rượu cần, thịt chua, thịt lợn nướng, cá tép, gà nướng, gà đục. Các cô đang nói tiếng dân tộc, mình nghe không hiểu. Thử vào bếp xem. À, người ta nấu bằng bếp ga. Một sàn của người dân tộc Mường. Ở bên trong ngoài. Chú đang chuyên nan ạ. Vâng, và cái mà để làm cái đơm đánh cá hay là làm cái rổ. Dạ, vâng ạ. À, đây là khung cửi. Người dân tộc Mường thì cũng có nghề dệt sợi. Theo tục lệ của người Mường, trước khi về nhà chồng, con gái Mường tự tay dệt từ 6 đến 12 chiếc chăn đệm làm quà cho họ hàng nhà chồng để thể hiện sự khéo léo, chăm chỉ của mình. Wow, cái mái nhà của người dân tộc Mường nha. Được lợp bằng rơm rạ ở bên ngoài. Nó khá là dày và nó cũng cao đấy. À, đây một ngôi nhà của người dân tộc Mường, nhìn toàn cảnh bao quát. Cạnh nhà sàn thì người dân tộc Mường còn lập một cái ban thờ ở bên ngoài để thờ cúng trời đất như này. À, ở dưới cái cột thờ này mình thấy có một hòn đá. Người Mường thì người ta không sống riêng lẻ thành các cái nhà sàn riêng biệt, mà người ta sống thành một ngôi làng. Trong làng thì có nhiều căn nhà sàn như thế này. Người Mường thì phân bố khá là phổ biến ở khu vực Hòa Bình,
Ba Vì ở phía Bắc. Ồ, và đây là một ngôi nhà sàn có kiến trúc khá là lạ nha. Tường nhà thì được đan bằng những cái sợi mây tre, chứ không phải là hoàn toàn bằng gỗ như những cái nhà sàn khác. Cách đan họa tiết hoa văn rất là đẹp. Đây là nhà sàn của người dân tộc Lư. Bên trên là để ở, bên dưới là người ta để xe, để đồ đạc, quần áo, củi. Còn đây là nhà sàn của người dân tộc Khơ Mú. Nhà sàn của người dân tộc Khơ Mú và người dân tộc Lư tương đối là giống nhau. Cái vách sàn là được đan bằng các cái sợi tre, mây tre này. Như này rồi. Quét vách dễ. Trước nhà có một cái trồng một cái cây như là chuối rừng rất là đẹp. Và xung quanh là vườn chè. Mình quay một vòng cho mọi người xem. Vườn chè, mùi nhựa chè rất là thơm. Và qua bên đây là để xem nhà sàn này là nhà của dân tộc nào nhé. Phía bên ngoài nhà sàn thì được trang trí bởi những cái vải, sợi vải được tết vào với nhau này. À, có những cái quả bao mọi người ơi. Quả bao. Đấy. Trong đây có những cái bộ thổ cẩm của người dân tộc. Rất là bắt mắt. À, đây vẫn là nhà sàn của người dân tộc Khơ Mú. Những quả bao xinh xinh, nhiều màu sắc, được treo trước hiên nhà. Rời nhà sàn của người dân tộc Khơ Mú thì mình đi sang một cái cánh đồng có những cái bông hoa trắng trắng như này. Ô, là hoa tam giác mạch mọi người ơi. Một cánh đồng hoa tam giác mạch. Quay cận cảnh hoa tam giác mạch này. Ồ, có một con ong. Đó, con ong đang hút mật hoa. Và mình đang đi trong cánh đồng hoa tam giác mạch. Cẩn thận không dẫm phải mấy em hoa. Đây, cả một cánh đồng luôn. Chỗ này mà chụp ảnh check-in thì đẹp tuyệt vời đây. Có cả một cái cọng nước ở kia. Một, hai cái cầu gỗ. Và thấp thoáng xa xa là bóng những cái nhà sàn. Với hàng rào được làm từ những cây tre. Cánh đồng hoa tam giác mạch này để người ta trồng chắc là để trang trí cho cái khu du lịch này. Rất là đẹp. Hoa tam giác mạch này trắng muốt luôn. Chỗ này yên bình quá. Hơi nắng nên là mình chui vào trong cái bụi tre này. Mình tránh nắng tí đi. Wow, ở trong đây mát quá. Bụi tre này làm mình nhớ đến tuổi thơ của mình ghê. Ngày xưa hay theo ông ngoại đi ra vườn và đào những cái măng tre nhú lên. Tất nhiên là nó chỉ rất là thấp thôi. Và nó nhú lên ở dưới gốc như này.
Ở đây thì không, mình không thấy có củ măng nào cả. Đúng là tìm nãy giờ nhưng không thấy có củ măng nào cả mọi người. Chắc là bị người ta đào hết rồi. Cái củ măng đó về mình luộc lên cho muối vừng rất là ngon. Đây, đường vào nhà sàn của dân tộc người Khơ Mú, đối diện với một cánh đồng hoa tam giác mạch rất là lãng mạn. Như này mình đâu cần phải đi xa đâu, cách Hà Nội có 20 km thôi là mình đã được chiêm ngưỡng cả một cánh đồng hoa tam giác mạch rồi. Giờ thì đi qua cây cầu kia xem là cây cầu đó dẫn đến làng của người dân tộc nào nhá. À, ở đây có đường mòn này cho nên là mình sẽ đi theo và không bị dẫm lên hoa. Tuyệt quá, sáng nay thì được đi giữa cánh rừng, còn bây giờ thì lại được đi giữa cánh đồng hoa tam giác mạch. Cảm giác rất là tuyệt vời. Gió thì man mát, trời còn nắng nhẹ. Người ta có trồng những cái gốc đào. Ô, thế này mà mùa hoa đào nở thì chỗ này sẽ rất là đẹp đây. Chắc là người ta mới trồng thôi. Ồ, có mấy bà gà đang kêu cục tác kìa. Để xem đây là nhà của người dân tộc nào nhá. Ồ, cái bụi hoa dâm bụt đẹp quá. Nó đỏ rực rỡ luôn. Ồ, người ta trồng một vườn đào này, mọi người ơi. Chắc là giờ này thì hết hoa rồi, nhưng còn quả thôi. Quả đào bé tí xíu này. Đào này chắc lớn lên chắc là ăn được luôn đấy. Ui, nhiều đào lắm. Ồ, và đây là trang phục của người dân tộc Thái mọi người ạ. Dân tộc Thái. Thái đen này. Có mấy bạn đang check in. À, đây là khung dệt vải của người dân tộc Thái. Hay là cây xe sợi thôi. Đây chỉ là cây xe sợi thôi. Chắc cái này là gì để làm cho cái con quay này nó quay. Ôi, ở đây như lạc vào một giữa một rừng đào luôn. Rất nhiều đào. Chắc chừng 2-3 tháng nữa là có thể ăn được. Đào này chắc không to được đâu. Nó chỉ có thể lớn hơn chút nữa rồi sau đấy là nó sẽ chín thôi. Chứ không thể to đùng như đào của Trung Quốc được. Đây là khu vực nướng đồ ăn của người dân tộc Thái. Ồ, bếp của họ này. Ồ, ở đây có nhiều mèo quá. Ồ, bắt quả tang nha. Bắt quả tang các bạn mèo vừa ăn vụng đúng không? Ôi, có một bạn mèo gầy còm nhom luôn. Ôi, tội quá. Em vừa bị bắt nạt hả? Phải không? Em vừa bị bắt nạt đúng không? Các anh chị đâu hết rồi? Đây rồi nha. Bắt quả tang các anh chị mèo đang ăn vụng. Ăn vụng xong rồi còn bắt nạt em út đúng không? Ôi, cả một đàn mèo luôn. Ôi, bọn nó đang nhìn mình. Thịt vừa nướng xong. À, mình thấy một bàn đựng đầy măng, ngô, bí đỏ. Chứng tỏ ban nãy cái bụi tre mà mình không thấy cây măng nào là do họ
đã cắt hết và họ mang lên đây rồi. Ở đây có một khu triển lãm ảnh cô dâu người Dao, vui hội xuân, niềm vui cầu mùa của người Nùng. Hoa miền Tây Bắc. Ồ, ở đây có bán nông sản. Ở đây có chuối này, chắc là chuối chín cây. Ồ, lát nữa mình phải mua một ít mới được. Đây là thổ cẩm của người dân tộc. Ôi, rau cải mèo. Ôi, rau cải này chắc để trưng bày. Các nhạc cụ dân tộc. Chào cô ạ. Ừ. Cô ơi, ở đây có bán chuối không cô? Chuối có đấy. À thế ạ, vâng. Con mua đi, mua đại hay là mua gì? Dạ, vâng, chắc là con chỉ mua một ít để ăn, không xách theo nhiều. Ừ. Vâng. Con cứ lấy đi. Dạ, vâng ạ. Và bà đã cắt cho mình một nải chuối 9 cây. Ôi, ngồi đây ăn thôi. Có vị như là chuối rừng nhá. Ngon lắm, ngọt nhẹ nhẹ. Lại một em mèo nữa kìa. Ôi ơi, nhiều mèo thật đấy. Ăn xong rồi, để vỏ chuối gọn vào đây. Ôi, lại bắt được một tên mèo nữa. Ở đây nhiều mèo thật. Trời đất ơi. 1, 2, 3, 4. Sao nhiều mèo vậy? Ui, ui. Bạn này bạn nhìn tôi. À, thì ra là chúng nó tập trung quanh bếp. Ôi, các cô đang ăn cơm ạ. Đây có một cái cây. Không cười. Để với con quay. Không cười đây. Lát nữa mình sẽ được xem các cô dệt vải. Ở những cái gùi củi nặng nha. Người ta gánh được cả cái gùi củi này về. Ở đây có trống chiêng. Ôi chuối, rất nhiều chuối. À, ở đây có một cái. Ồ, cái này là để chơi trò ném pao. Tôi sẽ ném cái quả pao qua cái vòng tròn tròn đó. Ồ, cái này là để nhảy sạp này. Rồi lại đi qua một rừng đào nữa. Ở vườn này các cô trồng nhiều đào thật đấy. Đây là chùa của người Khmer. Đánh,
đền tượng Đức Phật. Bức tranh mô tả Đức Phật từ khi là một thái tử cho đến khi đi tu trở thành Phật. Kiến trúc trong chùa rất là đẹp, được xây theo kiểu mô phỏng theo kiến trúc chùa Khmer. Phía sau của chùa là nhìn ra phía một cái dòng sông, chắc là cái dòng sông chảy qua ban nãy lúc mình đi vào ạ. Đây là những bức tranh được điêu khắc bằng đồng, mô tả hình ảnh Đức Phật và các đệ tử. Đây là một cái bức tranh mà có vẻ như là để nói về kiếp người, gồm những cái đau khổ của kiếp người gồm có sinh, lão, bệnh, tử. Ở đây mát quá và ngửi thấy mùi hoa bưởi nữa, mùi hoa bưởi thơm nhẹ nhẹ. Trong khuôn viên của chùa người ta trồng rất là nhiều cái cây hoa sứ. Và lối đi xuống dưới chỗ cây sông này thì còn có một cái thuyền rất là dài. Ôi đây con thuyền ở đây mọi người. Con thuyền này dài, rất là dài luôn, chắc là phải cả hàng chục người, thậm chí cả trăm người chèo ấy. Đối diện với cột cờ là cái thuyền, nhà để thuyền. Thuyền đậu ngay bên cạnh bến sông. Chắc là theo tín ngưỡng của người Khmer, văn hóa truyền thống của người Khmer thì người ta cũng hay tổ chức các cái lễ hội đua thuyền. Ở bên bờ sông thì mình thấy có một cây táo cổ thụ này. Đây, cây táo gai đó mọi người. Ngay bên bờ sông luôn. Ôi mình còn nhớ là ngày xưa ông nội mình cũng có một cái cây táo gai cổ thụ như này. Và mỗi lần muốn ăn thì phải dùng một cái xào rất là dài để đập nó rụng xuống, chứ không thể leo được. Có vẻ như hết mùa táo rồi mọi người. À đây quả táo nhỏ xíu ấy. Những cây táo cổ thụ như này thì quả nó sẽ không được to, nó rất là nhỏ thôi. Ôi dưới sông này có rất nhiều cá mọi người ạ. Cá rất là dài, chắc là phải dài bằng gang tay mình luôn. Nhưng mà nó rất là nhỏ thôi. Đây, để mình quay gần hơn cho mọi người xem. Đó, ôi rất nhiều cá. Mình sẽ xuống gần thêm một chút nữa. Nhưng xuống gần hơn thì chúng nó lại đi xa hơn mình. Có một chú chim sâu.
Ồ, mọi người nghe thấy tiếng gì không? Chỗ chẹt á. Con này kêu chỗ. Rồi một con khác kêu chẹt. Đó. Rồi bên kia chắc là một cái kiến trúc của về văn hóa của một dân tộc khác. Khu này rất rộng lớn. Có vẻ như là con sông này thông với đập Đồng Mô. Rồi đã hái được một quả táo. Táo nhỏ nhỏ xinh xinh. Ồ, táo giòn nha mọi người. Mùi nó rất là thơm. Đúng kiểu táo quê ấy. Ăn thử quả táo. Táo giòn. Có vị hơi chua chua. Một quả táo khác. Cho lũ cá này. Ô, chúng nó xúm lại luôn. Cá ở đây thích ăn táo. Mình nhặt mấy quả táo cho bọn cá nhé. Cá ơi, táo này. Ôi, chúng nó xúm lại luôn thật. Nhưng mà nó không ăn. À, có ăn mọi người ạ. Nó rỉa quả táo chín thôi. Đây, mọi người xem. Cả một đàn cá đang rỉa quả táo chín. Đây, mình thấy một bạn cá hơi bị bự luôn. Đó, đó, đó. Mọi người thấy không? Đó, cái bạn cá đấy. Hình như đang bơi giật lùi ạ. Cái thuyền này chắc là chỉ khi nào có lễ hội thôi thì người ta mới mang nó xuống để cho nó bơi ở dưới sông. Ôi, mình cũng thích được xem cái lễ hội chèo thuyền quá. Ồ, đây không phải là thuyền mô hình đâu mọi người. Thuyền này là thuyền bơi được thật luôn. Rất là vững chắc. Đây là một bức tượng mô phỏng văn hóa lễ hội truyền thống của người Khmer này. Lễ hội chèo thuyền đấy. Trên đường đi vào khu tháp Chăm thì mình đi qua một cái dãy cây me. Ôi, ở đây có cả một rừng me luôn mọi người. Ô, và nó có quả thật này. Quả me đó. Quả me đang lủng lẳng. Đây có rất nhiều cây me. Và bắt đầu có quả rồi. Ôi, có những quả me chín trên cây kìa. Ôi, không phải là một dãy me đâu, mà là cả một rừng me luôn. Mọi người nhìn thấy cây me này không? Nó sai chữ chịt quả này. Ở như không có ai hái luôn ý. À, nằm giữa rừng me là những tòa tháp xây bằng gạch nung màu đỏ. Phía xa xa kia, mọi người nhìn thấy không? Giống như là cái quần thể tháp Bánh Ít mà mình nhìn thấy ở, mà mình đã từng đến thăm ở, ở Quy Nhơn đó. Đây là mô phỏng tháp, tòa tháp cao nhất trên đỉnh của tháp Bánh Ít này, cụm tháp Bánh Ít này. Và đây là tháp Yên Ngựa ở bên cạnh này. Ở đây người ta chỉ xây mô phỏng thôi. Nhưng mà xây đúng theo cái kiến trúc của cái tòa tháp ở trong Bình Định đấy. Đây chỉ là mô phỏng thôi. Nhưng mà rất nhiều khách du lịch đến đây chụp ảnh và post lên trên Facebook ấy. Thì sẽ rất giống như là họ đã đến cụm tháp Bánh Ít ở Bình Định.
Ôi, xách theo cái nải chuối ban nãy cô cho mình. Treo tạm lên đây đã. Treo lên đây thành cây xà cừ. Cái nải chuối. Rất nhiều các em học sinh đang đến tham quan cụm tháp Chăm này. Mình sẽ không ghé vào trong nữa bởi vì là mình đã đến tháp Chăm, tháp Bánh Ít ở Bình Định rồi. Đây chỉ là hình mô phỏng thôi. Hay là cứ thử vào một tí xem nó khác như nào nhỉ. Mình có mấy cái cây nhìn trông cũng rêu phong đó. Đây, được cái view từ trên này nhìn xuống thì khá đẹp. Có thể nhìn sang các quần thể khu du lịch khác. Sân gôn Đồng Mô nữa này. Mấy cái cây ở trên đỉnh nữa chứ. Nhìn trông hàng mô phỏng nhưng lại rất là sinh động. Bên trong tháp cũng có. Sao lại có tượng thờ Pharaon ở trong này. Đây là tháp mô phỏng, tháp yên ngựa này. À, cũng giống đó. À, bây giờ thì mình đang đi tới khu vực mô phỏng làng các dân tộc Chăm. Làng các dân tộc Chăm ở Ninh Thuận. Và hai bức tượng những cô gái người Chăm trong trang phục dân tộc truyền thống. Và đây là hình mô phỏng căn nhà của người dân tộc Chăm ở tỉnh Ninh Thuận. Giống nhà Ba Gian của miền Bắc mình. Nhưng mà khác một cái là có các cái rào chắn này. Và có vẻ như là họ xây nhà thấp hơn. Hay chắc là tại ở đây mô phỏng nên họ chỉ xây thấp thấp thôi. Ngoan quá. Tiếc quá muốn cho ăn quả chuối nhưng mà... Cho nó phì bếp. Dạ. Dạ. Nó lại lắc vào nó. Nó có vẻ hiền chú nhỉ? Vâng. Dạ. Em đang đập chân chắc là để đuổi ruồi. Vâng.